Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft ở săn kho báu. Hồi nãy mình có nghịch nghịch rảnh rỗi xin ông nội, thế là ấn vô đây và học thêm được một cái nhánh nhỏ có cái kỹ năng loại bỏ hiệu ứng xấu nè. Cái này thì nó nâng cao một xíu là sau khi loại bỏ hiệu ứng xấu thì mình sẽ có 20 giây để mình miễn nhiễm với cái hiệu ứng mà mình vừa loại bỏ ha. Khá là hữu ích đây. Ví dụ mà mình bị bà phù thủy chọi độc đúng không? Mình loại bỏ hiệu ứng đó xong thì bà phù thủy chọi độc mình lần nữa sẽ không có bị dính độc nha. Nghe cái chú thích của cái kỹ năng này là thấy khá là hay nè. Ngoài ra thì mình muốn học thêm một cái nhánh kỹ năng nữa. Nó có tên là tầm đánh nè. Mình học thì mình sẽ tăng được tầm đánh. Cái này nó sẽ áp dụng trong việc mở rương luôn á. Khá là tốt đây. Mình sẽ học một lần để mình tăng cái tầm đánh lên một xíu. Còn học cái gì nữa không nhờ? Còn bây giờ thì mình sẽ lấy số lượng sắt, à không, số lượng bạc mà mình có được trong cái rương nè. Mình muốn chế tạo một cái set đồ mới, nó sẽ thay thế set đồ kim cương của mình. Vì trong đây đồ bạc thấy vậy thôi nhưng mà nó lại có lượng giáp nhiều hơn đồ sắt ở đồ kim cương ấy nha. Nên làm luôn. Ủa? Ok. Cái nón là bằng giáp nè. Cái quần thì sao? Ủa cái ổn thì sao? Oh, chưa chắc đâu nha. Chỉ có cái quần của cái giáp bạc là nó nhiều giáp hơn đồ kim cương thôi. Cái nón thì có giáp như đồ kim cương này. Ok, vậy mình sẽ làm cái nón với cái quần thôi ha. Còn cái ổn thì mình sẽ giữ lại vì nó có dòng giảm sát thương khi rơi nè. Rồi, ngoài ra thì lấy thêm một ít lưu ly để mình cường hóa luôn. Thử nha. Bảo vệ khỏi vụ nổ. Rồi, bảo vệ khỏi lửa. Ok, cũng được đi. Trời. Ui, đồ bạc đẹp lắm. Này, nhìn như một chiến binh thật sự ấy. Phần nón cũng đẹp nha. Lần trước mình có cái áo không biết mình cất ở đâu rồi ấy. Cái áo bạc nhìn cũng đẹp lắm. Ừ, nhưng mà giờ mình hết bạc rồi. Để hôm nào mình đi mai kiếm thêm bạc rồi mình sẽ chế tạo full một set giáp bạc sau ha. Còn giờ thì mặc kết hợp giữa những loại khoáng sản khác nhau luôn. Nón bạc, áo netherite, quần bạc và ủng kim cương. Khá là dữ luôn. Rồi và hôm nay thì mình còn hai viên đá kho báu nè. Chắc chúng ta sẽ kích hoạt và đi khám phá sớm luôn á. Ơ nhưng mà trước khi đi để mình shopping cái nhờ. Ở trong đây nó có cái khối được gọi là vending machine. Đây, vending machine là cái này. Nhưng mà nó có phiên bản nâng cấp hơn. Là cái này. Công thức thì rẻ thôi. Mình chỉ còn có 6 vàng, 1 redstone, 1 kim cương và 1 tấm thủy tinh là chúng ta đã có thể làm được cái khối đó rồi. Và công dụng của nó chính là mình sẽ gắn những cái trading card vào để có thể trao đổi đấy. Phục vụ cho việc mua sắm của mình thôi. Mình sẽ đặt cái khối mua sắm đó ở kế cánh cổng đi. Tiếp theo là mình sẽ lấy những cái trading card này ha. Đó, mình có rất là nhiều luôn. Rồi chúng ta qua đó, lắp vào thôi. Lắp vào như vậy. Đấy. Rất là nhanh ha. Lắp vào hết luôn. Mỗi cái thì sẽ có những cái trao đổi khác nhau nè. Ô, mình có thể mua được vụn netherite luôn này. Mua được cả táo vàng. Nhưng mà bằng những cái đồng tiền bạc nha. Ồ. Để mình coi mình có đồng tiền bạc không cái đã. Mình chỉ có 3 đồng tiền bạc thôi. Cái này thì phải đi khám phá và săn thêm rồi. Wow. Căng gì ta? Chắc cái này phải đi kiếm thêm mà chứ không có đủ mua được bao nhiêu hết á. Đó, đại khái là như vậy ha. Vậy là sắp tới nếu như mình có thật là nhiều đồng tiền bạc này. Ý, đồng tiền bạc mình có thể ghép từ nhiều đồng tiền đồng lại với nhau. Ồ, được rồi. Vậy là sắp tới mình phải săn thật là nhiều tiền kho báu để chúng ta mua đồ ha. Mua được cả netherite là thấy xịn xịn rồi. Tuyệt vời. Giờ thì lên đường thôi. À mà trước khi lên đường, để mình lấy đồ nghề cái đã. Phải đem theo thuốc hồi phục các thứ một xíu còn hồi phục nữa chứ. Rồi, không chần chờ gì nữa. Bước qua thế giới kho báu thôi. Hơi hồi hộp á. Bữa nay hy vọng là may mắn nha. Rồi luôn, mới nói may mắn mới qua
cho mình chính hiệu ứng mệt mỏi là mình thấy mình đào chậm rồi nè. Rồi thêm bị bẫy nữa, mình sẽ dễ gặp bẫy trong những cái rương hơn nha. Nên mình phải chuẩn bị sẵn cái kỹ năng giải độc này. Rồi và lần này mình xuất hiện ở một vùng đất mới rồi. Đây giống như là cái vùng rừng rậm vậy á. Không biết là có dấu rương không ta. Trên đây cũng dễ dấu rương lắm. Để mình bay lên trên này mình coi thử coi. Có rương dấu không? Ồ, không có rương dấu luôn. What the heck? Ảo vậy. Có dương bay. Ấy dù. Và trước mặt mình là cái phiến đá cổ đầu tiên kìa. Wow. Cánh cổng lần này có tới tận 6 phiến đá cổ mà mình cần phải tìm lận. Hơi căng rồi, hơi căng rồi. Nhưng mà cứ thông thả thôi, không có gì phải vội hết. Lút rương nè. Có vẻ là càng về sau ấy thì zombie các thứ sẽ được tăng sức mạnh lên á. Bây giờ zombie đánh mình đau quá trời này. Căng rồi. Không ổn tí nào cả. Đây chỉ mới là mình mới cấp 7 thôi đó nha. Kiểu như mình càng lên cấp á, quái vật sẽ mạnh lên theo. Thế nên chúng ta phải tìm cách để tăng sức mạnh thôi. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại mình vẫn chưa tìm được những cái vũ khí hay là áo giáp của thế giới kho báu này. Khá là xui luôn. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sớm tìm được những cái áo giáp vũ khí bên thế giới này ha. Rồi và mình đã có được 2 phiến đá cổ rồi. Căn phòng này thì không có rương nha. A few moments later. Ui sao chỗ này căng hẳn vậy. Chỗ này lớn hết là lọt xuống dưới nhung nham liền nè. Đi từ từ thôi. Wow. Mình đi nãy giờ nhưng mà mình chưa loot được cái rương 7 nào luôn. Tính ra mình cũng hên ấy chứ. Rồi qua đây có rương nè. Đó, vẫn không có 7 này. Còn trên đây thì nó có những cái quặng. Thì mình nghĩ mình lên và đào để lấy về á. Wow. Mảnh vỡ cổ đại đồ nè. Wow, phía trên này nó còn nhiều quặng lắm. Thì ra là quặng nó nhét tít ở trên này lận. Ok. Tranh thủ đào kiếm thêm luôn ha. Mình có cúp gia tài mà. Nhưng mà quái nó cũng xuất hiện nhiều lắm. Lầm spawn thì chắc không cần phải đập đâu. Mình đập mất nhiều thời gian lắm á. Bình thường đập đã lâu rồi. Mà giờ còn bị dính hiệu ứng đào chậm nữa. Ui ui. Ui. Ui chơi. Ây vui, con Reaper nó xuất hiện ngay chỗ đó luôn à. Nè coi kìa, đập cái lòng spawn còn lâu hơn đập một cục hắc kim thạch ấy. Giờ chúng ta khám phá nhanh rồi đi tiếp nè. Ui. Lừa thiệt, mở cái rương cái nó thành cục bedrock kìa. Ây, chạy. Bà phù thủy tới rồi. Giờ gặp bà phù thủy là sợ lắm. Chạy trước đi tính sao ha. Mình lại tới một căn phòng mới hay sao nè. Ồ, căn phòng này có rương. Đây là cái rương đánh đổi bằng 5 linh hồn. Và cho mình ớt hả? Gương xịn mà cho đồ bèo vậy. Không biết là dưới này nó có dấu đồ gì không á. Mình nghi lắm, mình nghi dưới này nó cũng có dấu đồ ấy. Dưới này nó quá trời đường đi luôn. Nhưng mà nó chẳng giấu bất kỳ một cái rương nào dưới này hết. Lại bịp rồi. Xong rồi, lừa rồi. Ý, thấy rồi nha. Để mình bay lên cái nè. Và sau đó mình lượn qua bên này. Để chúng ta đột nhập vô cái lồng chứa khoáng sản ha. Được đấy. Xin nhẹ khối kim cương trước đây. Phiến đá cổ thứ 3 trong cái công trình lần này. Và đây lại là một cái thành phố nè. Chưa cẩn thận. Ồ, nhiều đầu xương đen thế. Hợp lý. Nhưng mà mình vẫn chưa gặp bất kỳ một cái rương 7 nữa. Ái dư. Ui, phù thủy cho chọi thuốc độc kìa. Khốn kiếp. Người ta hết máu rồi. Nó còn chọi thuốc độc nữa. Căng thiệt rồi. Giờ thì bay cao lên một xíu để coi những cái rương nó sẽ giấu ở những chỗ nào ha. Ồ, có bánh. Đó. Ôi, nữa rồi. Mình chưa hồi skill giải đâu. Chết tiệt. 3 trái tim để chúng ta khám phá toàn bộ cái công trình này liệu có được hay không. Gì nữa,
sao nhiều. Ui, phù thủy chơi ném thuốc sát thương tức thì. Mình cần phải lấy một ít táo vàng ăn để hồi phục thuật. Rồi, ăn vào. Mình sẽ được hiệu ứng hồi phục trong một lúc ha. 2 giây cũng hồi phục được. Ui, được có một trái tim rưỡi à. Phải gắng lút thêm rồi kiếm thêm những cái trái táo vàng và chúng ta sẽ ăn hồi phục ha. Ái du, ở đâu vậy? Bây giờ yếu máu rồi, thành thử ra hơi gung nha. Đi á. Wow, nữa, rương 7 nữa. Ui mày thế, 7 nó không có trúng mình. Không là cũng toan rồi. Sợ thiệt chứ. Ồ, đây còn giấu một cái rương nè. Wow, rương này là rương chứa đồ Okela này. Như vậy thì tầng này mình cũng đã khám phá xong rồi. Giờ thì mình còn 5 phút. Au. Ui. Trời, con xương nó bắn mũi tên TNT. Mình có vật tổ trường sinh không thôi là pha đó nó bắn mình đi luôn rồi. Oh no, mình còn táo vàng không? Táo vàng. Không còn. Ở đây, có thuốc hồi phục. Mình sẽ uống tạm những cái lọ thuốc hồi phục này. À, mình đầy máu rồi cả. À, ngon. Lỗ một cái vật tổ trường sinh nhưng mà đánh đổi lại mình được đầy máu ha. Nhưng mà thời gian còn có hạn thôi. Mình phải cố gắng đi tìm 3 phiến đá cổ còn lại sớm mới được. Bây giờ mình tới một cái căn phòng giống như một cái công viên dưới nước nè. Và nó có phiến đá cổ luôn. Được vậy ta, thời gian không có nhiều. Tranh thủ mình lút sơ qua rồi chúng ta sẽ đi tiếp ha. Chứ trong đây nó nhiều quái lắm. Mình biết là nó sẽ có đồ các thứ đấy. Phiến đá cổ thứ 5. Còn 3 phút cho một phiến đá cuối cùng. Ừ, đây rồi. Phiến đá cuối cùng. Wow, chúng ta đã tìm ra. Tranh thủ nha. Ở căn phòng này mình sẽ coi nó còn rương các thứ đâu không. Đây có một cái hang nhưng mà thời gian còn có hạn thôi. Chắc chúng ta sẽ uống thuốc hồi máu. Sau đó đánh bại boss. Sớm để chúng ta trở về ha. Đây còn một lọ nữa. 1 phút 30 giây đếm ngược. Cho một con boss. Rồi, vô luôn. Lần này mình đánh với boss golem. Au, mặc khuôn giáp vào. Lần này mình đánh với một boss golem kho báu. Ui da. Ui, golem này mạnh lắm. Mình dùng kiếm mình chặt không suy nhê đâu. Mình sẽ núp dưới những tán cây này để bắn hạ golem kho báu nha. Quét sạch golem kho báu liền. Mình được một cái rương boss rồi. Yes, quá đã. Giờ thì còn vài giây để mình có thể loot thêm đồ nè. Trời ơi, còn lọt xuống cái chỗ không có rương nữa. Rồi, không sao. Ít ra thì mình cũng thành công đánh boss được ha. Nhưng mà thời gian còn rất là ít luôn. Lần đánh boss thứ hai này mình sẽ rút kinh nghiệm. Mình sẽ mang thật là nhiều những lọ thuốc hồi máu luôn. Không để xảy ra trường hợp mà gần hết máu, gần hết thuốc hồi máu giống như lần trước ha. Và viên đá kho báu còn lại mình sẽ mang ra và kích hoạt cái cánh cổng này lên. Dồ, bữa nay là chúng ta sẽ khám phá tới tận 2 cánh cổng kho báu trong cùng một ngày ha. Mong là may mắn sẽ đến với ta ở lần 2 này ha. Còn giờ thì bước vào. Hồi hộp quá đi. Ý. Ô, lần này nó cho mình hiệu ứng hồi phục nè. Mình sẽ không cần phải có nhiều, quá nhiều thuốc hồi phục đâu. Lần đầu tiên mình thấy nó cho mình cái hiệu ứng hơn như vậy. Cái này chắc là cái hiệu ứng tốt nhất trong đây rồi đó. Vậy thì đỡ biết mấy. Có hồi phục rồi. Quẩy thôi. Không có sợ nữa. Máu có thể tự hồi mà. Giờ mình chỉ cần ăn no để có sức mà chạy thôi. Vô, giáp lá cà luôn. Mỗi ngày còn ngán chứ bữa nay là hơi bị sung đó nha. Thoải mái lướt thôi. Trong nhà có rương. Cửa đâu? Nghe đồn là trong nhà có cái rương đúng không? Cũng được đi. Mà công nhận có cái hiệu ứng hồi phục này á, mình thoải mái hơn hẳn luôn. Kiểu như mình có thể bị đánh rất nhiều đúng không? Nhưng mà không sao, một tí nó sẽ tự hồi phục lại đầy máu cho mình ha. Nên cũng không có quá là nhiều sự lo lắng ha. Giờ thì mình chỉ tập trung, đó chính là khám phá làm sao lấy được thật là nhiều kho báu về thôi.
Nè 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 nè, đã vậy mình còn gặp được một phiến đá cổ đầu tiên trong cái cánh cổng lần này. Ở dưới nước còn có một cái rương bị giấu cơ. Để mình coi thử coi, coi nó giấu gì trong này ha. Giấu trái táo. Ồ, ngoài ra trong đây nó còn có một cái rương khác hay sao này. Đúng không? À không phải cái rương đâu. Ui da, lừa rồi. Yêu. Trong đây có rất là nhiều cú lừa nha. Nhưng mà phía trên nó còn có đường đi nè. Đây đây, trên nó vẫn còn dấu rương nha. Ê? What? Sao tự nhiên ở đây lại có những cái bánh là sao? Hử? Ui. Lần này thì mình còn loot được cả một cái bánh trong thế giới kho báu này. Hả? Ảo vậy. Đó là một cái thử thách phụ hay sao ấy? Được quá nha. Một cái thử thách trong thế giới kho báu nè. Quá may mắn luôn. Bù lại cho lần trước liền. Lần cánh cổng trước thì mình khá là xui ha. Nhưng mà cánh cổng này có vẻ là có nhiều may mắn hơn cho mình rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều đồ mang về nữa thì càng tốt. Ở trong con ong có dấu gì không? Ôi, trời trời trời. Trong con ong nó giấu những trái bom. What the hell. Nguy hiểm chưa? Cái khối này là khối gì vậy? Gì thế ghê. Không biết là bên trong mấy cái khối tổ ong này có dấu gì không nha. Ủa có dấu rương nè. À, có dấu đồ thì mình xin. Như vậy thì trong những cái tổ ong này sẽ giấu đồ. Ồ, ra là vậy. Bí mật đã được bật mí rồi. Viên đá cổ thứ 2 trong công trình. Rồi đã vậy còn có khá là nhiều rương nữa. Ê. Ồ, thôi, né kịp. Không lại dính độc tiếp rồi. Căng rồi nha. Sao nhiều gương bẫy vậy? Cái này đâu có dính hiệu ứng xui xẻo đâu. Sao mình dính bẫy hoài à? Gặp bẫy hoài luôn. Bay lên đây coi thử coi. Không biết căn phòng này thì nó sẽ giấu rương ở những vị trí nào ha. Không có giấu luôn. Uầy. Lạ nha. Lần đầu mình thấy nó không giấu rương á. Phiến đá cổ thứ 3 trong công trình. Ôi quen thế. Hình như khu vực này mình đã từng khám phá ở những cánh cổng lần trước rồi nè. Đồ thì cũng không có xịn lắm ha. Dưới này thì chắc sẽ có khu mỏ đấy. Chính xác luôn. Uầy. Nhưng mà hơi nhiều quá nha. Ai vô. Từ từ. Có rương. Ui mở rương là quái sẽ xuất hiện liền. Căng rồi. Còn có cái mảnh vỡ cổ lại cơ. Đập luôn. Yes. Ê. What? Khối netherite. Ui dạo to. Đừng có cản trở. Mấy con này định làm gì? Cản trở mình lấy khối netherite hả? Mơ đi bé. Yeah. Hên là mình để ý kỹ. Lụm luôn khối netherite nha. Hên thật sự ý. Đi ra chỗ khác đi. Thấy người ta có khối netherite là bù lại. Đi ra. Cút ra. Không có cản được mình lấy khối netherite đâu. Trong này thì còn kim cương nè. Rồi. Vào to. Công trình này quá thật may mắn. Dưới này vẫn còn đường đi các thứ. Mình sẽ coi thử coi. Có dấu rương không? Có dấu thêm vài khối netherite nào không? Hết rồi. À. Chắc mình sẽ trở lên trên á. Ừ, có luôn rồi. Lần này mình tìm được 4 cái phiến đá cổ trong cái cánh cổng kho báu khá là sớm luôn. Còn tới tận gần 15 phút lận. Bây giờ kích hoạt thì bị phí quá. Mình còn chưa khám phá hết những cái căn phòng nữa. Nên mình muốn kiếm thêm một ít đồ mang về. Đánh dấu căn phòng này lại đi, một xíu chúng ta quay lại sau ha. Giờ thì đi tìm rương nào. Nay tự nhiên có hứng tìm rương ghê luôn ấy. Mới nhặt được cái khối netherite là khoái rồi. Căn phòng chứa rương. Ok. Có thấy mình vô góc cái là mấy con zombie nó tụ tập lại, nó úp sọt mình liền. Nhưng mà đâu có được. Mình chuồn ngay. Uầy, căn phòng này hơi lạ nha. Không biết là nó có dấu đồ trong đây không nhỉ? Có luôn.
kiểu bây giờ mình bị đa nghi ấy. Ao, 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 chúng độc, chúng độc. Thôi xong, thôi xong, thôi xong. Ôi trời ơi, chúng độc luôn chứ, xui vậy. Ừ, sẵn tiện mình khám phá ở dưới này luôn. Ê, ê, ê. Ôi sao không có gì hết vậy? Toàn cú lừa vậy. Ui, hết oxy, hết oxy, hết oxy. À, nhưng mà trên này thì không lừa được. Khối kim cương là không có lừa. Ê, khối kim cương này thì cho mình xin nha. Còn dấu gì trong này không? À, hết rồi. Vậy thì chắc phía đằng này. Ôi, phía trên này luôn nè. Có một cái rương thử thách. Mình sẽ đánh đổi 16 cấp hả? Ui, 16 cấp để lấy một cái rương đó. Rất là đắt nha. Và nó cho mình... Trời ơi, đồ gì nè. Hơi lỗ rồi. 16 cấp mà đổi số đồ đó là hơi bị lỗ rồi đó. Thêm một căn phòng nhìn rất là lạ nữa này. Căn phòng trống trơn, chả thấy cái rương nào luôn. Căn phòng này là một trong những căn phòng mình thấy lạ nhất từ trước tới giờ. Tại vì kiểu gì nó cũng phải có rương cho mình loot chứ. Chả nhẽ nó giấu hết ở dưới tầng dưới sao? Tầng dưới cũng không thấy rương. Hay. Ây da. Ui thôi, sao mà bị vụ rồi. Có rương không? Không hề có nha. Đây là căn phòng không rương hay sao rồi? Rồi biết luôn, đây là căn phòng khảo cổ rồi. Mình phải chịu khó mình đào cát. Cái lớp cát ở phía dưới ra thì chúng ta mới gặp được rương. Ra là vậy, hèn gì mình thấy có gì đó sai sai mà. Rồi mình tới. Bữa nay làm khảo cổ luôn nha. Ồ, rương nhiều chưa? Ui, cũng có rương. Rương xịn nữa. Quá trời rương luôn. Uầy. Dạo to rồi. Ăn vô ăn no bụng lút, lút đồ mới nổi. Rồi. No rồi nha, lút rương thôi. Đây rồi, thời mình tới. Nhưng mà nhiều quái quá. Cứ bị làm phiền trong lúc lút thôi. Ê, gương độc, gương độc. Nghe tiếng còn gì đây? Ui, tiếng Ripper. Cứ mình loot được một cái rương là sẽ có một đàn quái nó tới để nó tấn công mình. Thế nên là loot rương ở dưới này không hề đơn giản đâu. Đó đó, quái nó rớt xuống như mưa này. Yêu. Thôi tôi loot xíu đi mà. Ăn táo trước. Cái táo này sẽ cho mình kháng cự nè. Ồ, dư power up gì kìa. Hiệu ứng mới thôi. Một trái táo ăn để tăng. Ủa, cái gì á? Ồ, trái táo này bây giờ. Ôi không, mình ăn trái táo kia. Mình đã hết ăn được mấy trái táo khác rồi. Thôi kệ, xúc luôn. Ui, lần này mình lại chiến đấu với. Ây da. Ui, ui, mình chưa mặc khuôn giáp. Hell no. Golem mạnh quá. Mình phải đứng dưới nước để mình bắn golem thôi. Bây giờ golem mà áp sát được mình chắc mình đi đai luôn á. Đối với golem kho báu thì mình không nên cận chiến nha. Vì sức mạnh của golem là không thể khinh thường được. Mình phải tấn công từ xa như vậy để đảm bảo tính mạng trước đã. Ui. Đừng. Một đòn nữa. Ui. Yes. Trời ơi, bắn bể cái nón mình luôn mà. Nguy hiểm thiệt sự. Tí xíu nữa là mình đã tử nạn trước golem kho báu rồi. Về nhà thôi nào. Quá xá đã. Vậy là mình có tới tận 2 rương boss trong cùng một ngày. Thích nha, thích nha. Đặt xuống và chúng ta cùng nhau unbox 2 cái hộp này ha. Tò mò quá. Thường thường thì mình sẽ dọn dẹp đồ xong mình mới mở ra. Nhưng mà lần này thì mình sẽ mở ra trước luôn. Ý? Nó cho mình một cây đinh ba. Một cây rìu. Được tới nhờ rìu netherite luôn nha. Còn mấy thứ khác thì cũng khá là bình thường thôi. Còn rương boss thứ hai.
Ồ, rương boss thứ hai thì cho mình mấy món đồ gì đâu không à. Không cho áo giáp hay gì hết vậy. Có vũ khí xịn rồi, bây giờ mình chỉ cần áo giáp xịn nữa thôi là nhức nách hả? Thiệt tình luôn á. Thôi kệ, có thì dùng đỡ đi ha. Cây rìu này cũng mạnh lắm nha, 10 sức tấn công lận. Mà có hại tây ma cấp độ 5. Cái này là đem đi thịt mấy con zombie là hơi bị ngon luôn á. Mình cũng không nhớ rõ về khả năng cường hóa của cây đinh ba này á. Nên mình cứ ép đồng chung thành 3 trước đi ha. Tại vì khi mình ép dòng này vào thì đinh ba giật về sẽ rất là nhanh luôn. Ui, đâu ra vậy? Con này giỡn mặt với giang hồ cạn hả? Bữa nay mình làm giang hồ cạn nha, có đinh ba rồi. Hơi bị dữ luôn. Với 3 điểm kỹ năng mới này thì chắc mình sẽ ưu tiên mình nâng máu đi. Hổm rài mình mới nâng có 1 điểm thôi. Nên bây giờ mình sẽ dành thêm 2 điểm nha. Mình sẽ dành thêm 2 điểm để chúng ta có thêm 2 trái tim nữa. Bây giờ mình đã có tổng cộng 13 trái tim để đi khám phá rồi. Quá là thích. Còn 1 điểm còn lại thì chắc mình sẽ nâng cái kỹ năng tầm đánh đi. Cái này vừa để giúp mình tăng tầm tấn công những con quái mà vừa giúp mình tăng tầm mở rương nữa. Khá là hữu ích luôn á. Nè, bây giờ là mình đã có thể giới tới tiết đằng này rồi. Rất là xa luôn. 3, 4, 5, 6, 7 ô. Mình có thể với tới tận 7 ô lận. Lút rương hơi bị thích nha, mà an toàn nữa. Bữa nay có được 6 cái bánh à. Mà thôi kệ, 6 cái cũng ok la lắm rồi. Ăn các thứ vào nha. Vừa đủ lên cấp 10 luôn. Tiệt cú mèo. Mở thêm mấy cái mystery box này coi. Cho kim cương đồ hả? Wow, kim cương sách cường hóa đồ cả. Ok luôn. Bảo vệ nữa chứ, bảo vệ 4 nha. Được đó, còn những cái túi này thì sao? Lần này thì không cho thêm đồ. Xui vậy. Ê, mà quan trọng hơn là mấy cái này nè. Mấy cái này mình sẽ cho vô để chúng ta có thêm nhiều sự trao đổi hơn á. Không biết sẽ bán thêm cái gì nào. Ồ, lần này là bán thêm trái táo giảm sát thương khi rơi. Panite Gem. Bán Mystery Box luôn. Được quá ta. Mà hồi nãy mình đi khám phá cái nón bạc của mình nó bị bể mất tiêu rồi. Chắc mình sẽ dùng một cái khối Netherite này đổi thành chính cái phôi ha. Ôi nhưng mà khoan, mình đang để dành Netherite để làm một công chuyện rất là quan trọng luôn. Mình có nên bung lụa không ta? Chắc mình vẫn dùng nón kim cương đi nhờ. Cho tiết kiệm đi, rồi mai mốt mình dùng số Netherite đó để sở hữu những món đồ xịn hơn thì cũng được đi. Đó là một sự đánh đổi khá là ok đấy chứ. Hợp lý, hợp lý. À mà hồi nãy mình quên nha, mình phải nâng một cái điểm để tăng tốc độ chạy thì hay biết mấy. Quên nữa. Đúng rồi. Nhưng mà nâng cái này tốn kinh nghiệm quá. Nâng tốc độ chạy tốn tới 4 điểm kỹ năng lận. Rất là đắt đỏ ha. Ok, tạm thời chạy gì cũng được đi. Giờ thì chúng ta sẽ lên đường đi khám phá một xíu. Chứ đi săn kho báu nhiều quá cũng bị sờ chết đồ á. Một ngôi làng. Bữa nay mình còn gặp được một ngôi làng ở vùng sa mạc cơ. Lâu rồi chưa ghé làng ta. Mà khoan, mình có khả năng ẩm mấy bác dân làng mà. Còn nhỏ hả? Thôi về nhà đi, tôi nuôi lớn cho. Mèo, mà quên mèo ẩm không được. Được ấy ta, với lại dân làng ở vùng sa mạc á thì sẽ có cái trang phục rất là đặc trưng ha. Không lẫn đi đâu được luôn. Nên mình quyết tâm rồi, nguyên cái làng này sẽ được mình dẫn về nhà hết luôn á. Ở dưới hang đang có lò khoáng sản gì vậy? Nhìn đẹp phải. Có công dụng gì không? Cái này chỉ để trưng bày thôi à? Wow, ra là vậy. Là mình tưởng có công dụng thần kỳ gì chứ. Nữa hả? Sao quan gia ngõ hẹp vậy mấy thanh niên rồng này? Đi lung ta lung tung một hồi lại gặp tổ rồng. Mà mình thì trước giờ chả biết sợ thanh niên rồng nào hết. Làm gì đấy? Chưa đánh rồng nữa mà bị mấy con khác cà kể coi. Ui, rồng đang ngủ kìa, rồng đang ngủ kìa. Mình cần cây cung. Kỹ năng là kỹ năng ưu tiên để chạy trước nha.
Ba này là liều luôn chứ biết sao giờ. Liều ăn nhiều. Mình sẽ bắn rồng luôn. Ôi da, ăn nhầm mất cái rương. Rồng hả rồng? Rồng hả rồng? Bắn rồng nè. Rồng hả rồng? Rồng hả sao rồng? Mấy con này đi ra. Ra chỗ khác. Chỗ tôi đang đánh rồng mà. Đi ra đi. Dạ chuyện thiệt. Ui đâu rồi? Ui rồng đây nè. Ai da, ai da, ai. Ui. Rồng mới phun lửa nhẹ thôi mình mất nửa cây máu. Trời đất ơi. Bắn rồng nè. Bắn rồng từ xa. Ui, ui nữa nữa nữa. Ui trời ơi, hên né kịp. Không là ăn nguyên quả cầu lửa là đi luôn rồi. Hồi phục đi, hồi phục. Hồi phục lẹ nào. Bắn vô cánh rồng thì không có tính đam. Mình phải nhắm vô được cái phần thân của rồng ấy. Đây rồi, rồi có cái lỗ. Yes. Pha bắn xuyên lỗ thần thánh đã giúp mình đánh bại con rồng đầu tiên rồi. Không gà đi săn kho báu là cũng lên trình lắm rồi. Giờ thì hốt rồng luôn nha, hốt xác rồng luôn. Để xem chúng ta sẽ có được những món đồ xịn sò gì đây. Trước tiên là mình sẽ ưu tiên lấy vảy rồng trước. Để có gì mình sắm một bộ giáp rồng ha. Còn một phần còn lại là chắc được một ít xương đấy. Để coi coi. What? Rồng cho mình tới tận hai cái trứng lận. Mình thật là may mắn khi mà sở hữu một cặp trứng rồng. Why? Hên thiệt sự. Đây là ngay vùng sa mạc. À ở đây có con dung sa mạc nè. Súp luôn, mới súp được con rồng à. Sợ gì mấy con này? Sợ gì mấy con này? Lạng bạn ở đây, chạy ha, chạy đi đâu, đứng lại. Đứng lại, chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Hả? Gặp giang hồ cạn là tàn đời rồi cưng. Hôm nay vừa khám phá được hai cánh cổng kho báu mà vừa có được thêm hai cái trứng rồng nữa. Niềm vui nhân đôi thiệt á. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng ấp nở hai cái trứng rồng này và sử dụng số vảy mà con rồng xám kia nó cho mình để tận dụng chế tạo một bộ giáp mới ha, giúp mình trâu hơn và săn những kho báu dễ dàng hơn. Ngoài ra thì mình sẽ cố gắng săn nhiều kho báu hơn trong thời gian sắp tới ha. Mỗi ngày thì săn tầm 2-3 cánh cổng kho báu là hợp lý nè. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày săn tìm kho báu kế tiếp. Bye bye.